Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người biết mình nấu món gì không? Đó là món chè trôi nước này mọi người. Wow, là mọi người thấy chè cục chè trôi nước bự bự bằng nắm tay này. ăn một cái cục này chắc no. Ồ, ngon chưa? Nó nổi lên này không? Là quá trời ngon không? Giai đoạn này có cái giai đoạn này nắm bột này. Thấy nhân đó không? hết bột hả? Hết bột giờ bỏ đó hả sao? Ồ, mọi người thấy không? Đó, xong rồi không? Dương nha. Đập đập bừng cho nó phải không? Rồi, chờ xíu rồi. À, bây giờ mình đập đập gừng cho vô nước đường nha. Là ngon chưa? Ui là ngon chưa? Bỏ nồi đường qua đây là nó ngon hơn. Do có cái hạt nhỏ xíu à? Bỏ đường trong cái. Trời người cuối cùng. Đây không? Đây không? Hết luôn ha. Quậy lên nào, quậy lên nha. Ui, ngon chưa? Chè trôi nước là mọi người thấy ngon không? Ui là la. Mọi người thấy có cục chè trôi nước không? Bự chà bá luôn đấy không? Bằng cái nắm tay luôn không? Bằng cái nắm tay cái này chè cho nước khổng lồ mà mày sao nước được hết đây chè đổ thêm nước này vô à ít nước hả chút xíu có mè tắt mè lên nào nước dừa này nhá, nước dừa cho nó lỏng lét đấy. Ồ, sôi này mọi người, ngon không? Ồ, là lấy cái chén rồi múc lên đó cho coi. Ui ngon chưa, ui là la. Quá tuyệt vời, mọi thấy ngon không? Wow, là mọi thấy ngon không? Chè trôi nước này, ui là la. Wow, là mọi người thấy ngon không? Ui là nó tính cứng ngắc luôn này không?
chè trôi nước là nhớ Việt Nam này mọi người. Ui là ngon chưa? Wow. À mọi người thích chè trôi nước không? Ui là ngon không? Ui là ngon chưa? Happy. Sorry hả? Chúng ta giống thấy mình quay video ăn á, ổng cười nữa. Ngon quá ngon rồi mọi người. Muối cà bá luôn, hạt muối cà bá luôn. Ăn hai cục này là no. Hết luôn là mọi người thấy gì không? Mọi người đeo u là nước cốt dừa này, u là thấy chưa? Tự ăn hai cái cục này thấy ngán à. Ăn cái này xong phải uống nước vô á, đúng không? Bye bye mọi người nha, chào tạm biệt mọi người, bye bye.